còn cái nỗi đau của cũng mai hiện thực mà lại bị dính phải mai miền Nam các bác ạ. Đấy, câu chuyện là có thật các bác nhá. À, đây là một cây mai miền Nam của một ông anh chơi cùng ve. Đấy, thì không biết là anh ấy mua ở đâu, mua của ai. Đấy, thì là người bán thì bảo hành và cam kết là mai điện tử. Đấy, nhưng mà khi mà thầy mua về thì là nó lại thành mai miền Nam. Đấy, mai miền Nam thì các bác biết rồi. Đấy, ngọn thứ nhất là cái ngọn nó, cái lá nó, cái ngọn của nó là nó không có xanh mướt, màu xanh ngọc như là mai điện tử, mà nó màu tía tía đỏ đỏ là cái nhất. Cái thứ hai là với một cây mai miền Nam ra ngoài miền Bắc mình ấy, thì nó sẽ gặp cái trường hợp gọi là sốc nhiệt đấy. Mà các bác mà không chịu khó chăm sóc và các bác không chăm không cẩn thận đấy, thì nó cây rất là yếu và bại, và gần như là cái tỷ lệ hẹo rất là cao, đúng không? Thì anh ấy lại là đổi cho em một cái cây khác này. Đây này các bác này, thì em trồng khoảng tầm độ là 4 tháng rồi đấy, thì nó đã ra tốt như này. Nhưng mà phải công nhận một điều là hình như là mai miền Nam, cái giống mai ở trong của anh em miền Nam là nó phát triển nó lớn nhanh cây mai mà người Bắc người sao các bác. Cùng một cây mai em cùng trồng một thời điểm, cùng một cây như thế, cùng đánh gốc và cùng đảo vào ra, thì cây mai miền Nam này nó phát triển tốt hơn nhiều các bác. Anh ngọn nó bôi ra một đoạn dài như này rồi mà cây của mình nó mới ra như này các bác. Đây này. Đấy. Tức là anh ấy lại xuống em đổi cho một cây mai bằng những thứ khác. Đây cũng là một cái hồi cảnh báo tất cả các bác nhá. Thật ra mà nói mua ở đâu cũng được, mua của ai cũng được, nhưng quan trọng nhất là người bán họ phải cam kết được là có đúng mai hiện thực hay không, hay là người ta bán cho mình xong rồi thôi cho bác nhá. Còn riêng đến với em Nam, có thể em Nam bán không rẻ hơn người khác, nhưng mà em Nam luôn cam kết một điều đấy chính là em Nam bán 100% bảo hành cây mai bằng hiện thực là cái nhất. Cái thứ hai là em bảo hành cho anh em bảo hành sống luôn các bác nhá. Nếu ở Việt Nam mà trồng bán cây mà bảo hành sống chắc chỉ có em Nam bảo hành sống rồi các bác ạ.